Tiếp tục trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn viết đề bài đó là gì? Việt Nam tuy điều kiện kinh tế hạn chế, cơ sở vật chất chưa phát triển nhưng đã có nhiều học sinh đoạt huy chương vàng tại các cuộc thi về quốc tế, về toán, lý, ngoại ngữ, vân vân. Năm 2004, sinh viên Việt Nam lại đạt giải vô địch cuộc thi Robocon châu Á tại Hàn Quốc. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng đó. À rồi, vậy thì từ cái đề bài này, sau khi chúng ta đọc đề bài xong thì chúng ta cần phải xác định yêu cầu của đề bài, đúng không nào? Trước tiên, các bạn nhìn thấy ở đây, người ta đưa cho mình trong cái đề bài này, đưa ra cho mình hàng loạt các cái dữ kiện. Đầu tiên là gì? Nói về cái điều kiện kinh tế của Việt Nam tuy còn hạn chế, cả về cơ sở vật chất cũng chưa phát triển, nhưng lại có rất là nhiều học sinh đoạt huy chương vàng tại các cuộc thi trên thế giới. Và cụ thể đó là năm 2004 thì sinh viên Việt Nam đã đạt giải vô địch tại các cuộc thi, đạt giải vô địch ở cuộc thi Robocon châu Á tại Hàn Quốc. Vậy thì từ cái đề bài này, chúng ta nhìn vào để chúng ta có thể xác định được một cái vấn đề và chúng ta sẽ nghị luận ở đây, đó chính là gì? Người ta yêu cầu mình hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng đó. Vậy thì trong cái hiện tượng mà đề bài đưa ra có hai vế, đúng không? Về cái điều kiện kinh tế của Việt Nam và các cái thành tích đó. Vậy thì từ cái đề bài này chúng ta có thể hướng đến một cái chủ đề, đó chính là về cái tinh thần hiếu học vượt khó, đúng không? Vượt khó hiếu học, đúng chưa? Vậy thì vì cái đề bài người ta cho mình hai cái yếu tố. Thứ nhất đó là về cái hoàn cảnh khó khăn cũng của những cái điểm hạn chế của kinh tế Việt Nam, rồi là những cái thành tựu mà học sinh Việt Nam đạt được. Vậy thì từ đó chúng ta xác định được cái đề bài mà chúng ta sẽ nghị luận về nó, đó chính là về cái tinh thần hiếu học của giới trẻ, của học sinh sinh viên Việt Nam, được chưa nào? Rồi vậy thì sau khi xác định được đề bài rồi thì chúng ta tiến hành tìm ý và lập dàn ý. Vậy thì trong quá trình tìm ý, chúng ta sẽ đưa ra những cái luận điểm chính, đúng không nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ đi giải thích về cái nhận định, cũng như là đưa ra lý giải cái nhận định mà chúng ta đã rút ra ở trong cái phần chúng ta xác định đề bài. Sau khi chúng ta lý giải cái nhận định đó rồi, đưa ra cái nhận định đó rồi thì chúng ta bắt đầu đi bình luận về cái tầm quan trọng của nó. Bình luận này, đánh giá và đưa ra những cái dẫn chứng để chứng minh, đúng chưa nào? Rồi vậy thì sau khi mà trong hoàn thành xong cái phần tìm ý bằng những cái luận điểm chính đó rồi thì chúng ta sẽ đi vào lập dàn ý. Đầu tiên mở bài. Đối với phần mở bài thì yêu cầu đầu tiên đó chúng ta cần phải đó là dẫn dắt để giới thiệu vào cái vấn đề nghị luận. Bởi vì cái đề bài cho chúng ta đó là một cái dạng đề mở, không có yêu cầu chúng ta cụ thể, ví dụ như là nghị luận về vấn đề hiếu học thì đó là cụ thể rồi, hay là nghị luận về cái tinh thần vượt khó chẳng hạn, hay là nghị luận về tình trạng ô nhiễm môi trường thì đó là những cái đề nó cụ thể. Còn đối với đề bài ngày hôm nay nó đang là ở dạng đề mở, đúng không nào? Vậy thì chúng ta cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải dẫn dắt để giới thiệu đi vào cái vấn đề mà chúng ta sẽ nghị luận đó là gì. Vậy thì cái vấn đề chúng ta nghị luận vừa nãy cô đã nói ở trong cái phần chúng ta xác định đề bài rồi, đó chính là về cái tinh thần ham học hỏi, cái tinh thần hiếu học của giới trẻ, của học sinh sinh viên Việt Nam, đúng không nào? Vậy thì trong cái phần dẫn dắt giới thiệu về vấn đề nghị luận này thì các bạn có thể tập trung dựa vào những cái ý đó là gì? Cái tinh thần hiếu học vượt khó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Giới trẻ ngày nay tiếp thu truyền thống quý báu của ông cha ta và không ngừng làm nó vẻ vang cái truyền thống đó. Vượt lên trên khó khăn đã biến những cái ước mơ thành hiện thực và gặt hái được những cái thành công nhất định, như là đem về những tấm huy chương vàng, đem về vinh quang cho Tổ quốc. Vậy thì đó là cái phần mà chúng ta sử dụng, chúng ta áp dụng và chúng ta dựa vào đó để viết thành cái phần mở bài của mình, với cái nhiệm vụ đó chính là dẫn dắt giới thiệu vào vấn đề nghị luận. Rồi tiếp tục, sau khi mà chúng ta từ những cái ý chính đó, chúng ta có thể viết thành một đoạn văn mở bài như sau. Đất nước ta từ xưa đã có truyền thống hiếu học, chính vì thế mà ở Việt Nam luôn chú trọng tới giáo dục học tập của thế hệ trẻ. Chẳng thế mà đã có nhiều học sinh đoạt huy chương vàng tại các cuộc thi quốc tế về toán, lý, ngoại ngữ, vân vân. Và năm 2004 thì sinh viên Việt Nam lại đoạt giải vô địch
cuộc thi Robocon châu Á tại Hàn Quốc. Những thành tích ấy thật đáng tự hào và đáng được ca ngợi. Vậy thì đó là cái phần mở bài, chúng ta đã sử dụng lại cái phần ở đề bài đưa ra để dẫn dắt vào cái vấn đề mà chúng ta sẽ nghị luận ở trong bài viết này, được chưa nào? Rồi, vậy thì sau khi chúng ta dẫn dắt được vào vấn đề nghị luận rồi thì đến phần thân bài với những cái loại điểm ở trong phần tìm ý cô đã nhắc đến, đúng nào? Vậy thì trong phần thân bài với những luận điểm như sau. Đầu tiên đó là lý giải cái nhận định mà chúng ta đã rút ra cái vấn đề nghị luận ở lúc đầu. Và cái thứ hai đó là bình luận về cái tầm quan trọng và vai trò của việc hiếu học. Và cái thứ ba đó là đưa ra những cái dẫn chứng mở rộng nâng cao. Và thứ tư đó là rút ra cái bài học kinh nghiệm của bản thân. Đó chính là toàn bộ bốn cái nội dung ở trong phần thân bài chúng ta cần phải nêu ra được. Vậy thì đầu tiên cái phần lý giải nhận định và rút ra vấn đề nghị luận này chúng ta cần phải làm gì? Lý giải nhận định ở đây chính là cái điều kiện kinh tế ở Việt Nam, và ngay từ đầu bài đã đưa ra, đúng không nào? Điều kiện kinh tế của Việt Nam còn hạn chế, cơ sở vật chất chưa phát triển, vậy mà có nhiều học sinh đạt rất là nhiều cái huy chương vàng tại các cuộc thi thế giới, quốc tế. Không những thế, Việt Nam còn chứng tỏ cái tinh thần hiếu học, cái nền giáo dục tốt, từ đó đã làm nên một cái thế hệ trẻ, những con người nắm giữ vận mệnh của đất nước, tài năng sáng tạo. Và rút ra vấn đề ở đây đó chính là cái vấn đề nghị luận. Qua đó ta thấy được cái tinh thần hiếu học của cả một dân tộc, đó chính là cái niềm tự hào của đất nước và khẳng định cho cái sức mạnh trí tuệ của Việt Nam. Đó chính là cái phần mà chúng ta dựa vào những cái nội dung này để lý giải cái nhận định và rút ra cái vấn đề nghị luận ở đây chính là cái tinh thần hiếu học của cả một dân tộc, và nó được thể hiện rõ nhất qua thế hệ trẻ ngày nay, đúng không nào? Rồi, vậy thì với phần nội dung này, cái phần lý giải cũng như là rút ra cái vấn đề nghị luận, chúng ta có thể viết như sau. Việt Nam là một đất nước còn đang phát triển với nền kinh tế chưa đủ mạnh, với nền nông nghiệp là chính và điều kiện kinh tế còn hạn chế, cơ sở vật chất thì chưa phát triển, do nước ta đã phải trải qua hàng ngàn năm phong kiến và hàng trăm năm Bắc thuộc, hàng chục năm đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Do đó, còn ngoài ra thì còn do thiên tai bão lũ hạn hán làm cho đời sống của người dân gặp khó khăn, kinh tế của đất nước thì khó phát triển. Thế nhưng chúng ta có quyền tự hào về một thế hệ vàng của đất nước, khi họ là những người đã đem vinh quang về cho đất nước. Họ là những thế hệ học sinh của Việt Nam và trên cả đất nước, bằng những cái tài năng và cái tinh thần chăm chỉ ham học hỏi đã đạt được những cái thành tích đáng ngưỡng mộ. Do đó chính là cái điều kiện quan trọng để chứng minh rằng Việt Nam không hề yếu kém mà đang phát triển từng ngày trên cái con đường hội nhập. Và tiêu biểu đó là bạn Đinh Thị Hương Thảo, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, đã xuất sắc giành huy chương vàng vật lý trên thế giới, hay là tham dự thi toán quốc tế năm 1974. Việt Nam đã đoạt liền 4 huy chương vàng, hay là lần thi Olympic toán quốc tế tại Anh thì bạn Lê Bá Khánh Trình đã đem về cái số điểm tuyệt đối, đó là 40/40, và đã được nữ hoàng Anh trao giải đặc biệt. Và ngay cả trong lĩnh vực mới mẻ, đó chính là chế tạo Robocon, thì năm 2004 Việt Nam đã vinh dự chiến thắng cái đất nước vốn có nền công nghệ phát triển như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để mang về cái chiếc cúp vàng cho quê hương Việt Nam. Vậy thì những cái thành tích ấy không chỉ làm rạng danh cho đất nước Việt Nam mà còn khẳng định cho cái sức mạnh trí tuệ của người Việt Nam nữa. Đó là cái phần đầu tiên khi chúng ta nói về trong cái phần bình luận, trong cái phần lý giải, rút ra cái nhận định về cái vấn đề chúng ta nói đến, đó chính là cái tinh thần hiếu học của con người Việt Nam. Đó là một cái truyền thống tốt từ ngàn đời nay truyền lại, và nó được vận dụng, nó được áp dụng ở thế hệ trẻ một cách rất là hiệu quả. Đó là phần đầu tiên. Và cái phần thứ hai đó là chúng ta đi bình luận, cũng như là chúng ta đi nói về cái tầm quan trọng và vai trò của cái việc hiếu học đó, thông qua thể hiện qua những cái việc đó là gì? Cái tinh thần hiếu học được thể hiện qua suốt chiều dài lịch sử. Chúng ta hiểu được vai trò của giáo dục đối với sự phát triển phồn vinh của cả một dân tộc, của cả đất nước.
Và hiếu học đã giúp đào tạo cho đất nước nguồn nhân lực tài năng sáng tạo. Hiếu học học tập những cái tri thức của nhân loại áp dụng vào thực tiễn phát triển toàn diện và sánh vai với các cường quốc năm châu. Đó là những cái nội dung mà chúng ta triển khai trong cái phần thứ hai, nói về cái chủ đề đó là chúng ta đi bình luận về nó, bình luận về cái tầm quan trọng, về cái vai trò của việc hiếu học. Được chưa nào? Vậy thì với những cái nội dung ở phần thứ hai này, chúng ta có thể viết như sau. Có thể nói rằng những thành tích mà học sinh sinh viên Việt Nam đạt được trong những cuộc thi trên trường quốc tế là một trong những niềm tự hào không chỉ dành riêng cho bản thân mà còn dành cho cả đất nước, khi mà ta đang tưởng tượng khi mà lá cờ Việt Nam tung bay ngang hàng với các nước bạn. Họ là những tấm gương sáng để học sinh sinh viên cả nước noi theo và để phát huy cái truyền thống vẻ vang của dân tộc. Mặc dù Việt Nam là một đất nước nhỏ bé với cái điều kiện cơ sở vật chất chưa phát triển, thế nhưng thế hệ trẻ đã tham gia những cuộc thi quốc tế đó, và điều đó là một trong những cái minh chứng khiến cho chúng ta để khẳng định rằng đó là gì? Chúng ta không hề thua kém với bạn bè năm châu mà cũng có thể sánh vai và thậm chí còn là đứng đầu trong những cái cuộc thi mang cái tầm cỡ quốc tế đó, đúng không nào? Rồi là gì? Suốt cái chiều dài thăng trầm lịch sử, cái lòng ham hiểu biết, cái ý chí học tập tìm tòi chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức luôn được nung nấu trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Từ thuở xưa, bằng ánh sáng của những con đom đóm, Mạc Định Chi đã miệt mài học tập để trở thành Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, hay là Nguyễn Hiền nhờ tự học mà đoạt giải Khôi Nguyên khi mà mới 12 tuổi, hay Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh và biết bao những người khác đã làm nên cái truyền thống hiếu học của nước nhà, và họ đã trở thành những cái tấm gương sáng với những cái tinh thần để học sinh sinh viên Việt Nam cố gắng hết mình và cần cù say mê học tập. Vậy thì một cái đất nước nghèo nàn lạc hậu đã như vậy mà nếu như mà thiếu đi cái sự cố gắng như vậy thì một học sinh sinh viên Việt Nam phải cố gắng gấp 2-3 lần để bù đắp lại những cái thiếu hụt thiệt thòi về những cái điều kiện kinh tế đó. Vậy thì sau khi mà chúng ta tìm hiểu xong phần này thì đưa ra những cái dẫn chứng mở rộng nâng cao. Vậy thì từ cái phần khẳng định, từ cái phần bình luận đó, chúng ta đưa ra dẫn chứng đó là gì? Việt Nam là một đất nước tuy rằng là gì? Một đất nước còn gặp rất là nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế bởi chiến tranh, bởi dịch bệnh, bởi thiên tai. Nhưng mà Việt Nam là một đất nước có truyền thống hiếu học từ lâu đời. Và lịch sử đã chứng minh rất rõ điều đó. Ngay từ những ngày đầu dựng nước thì những người đứng đầu của một nước đã nhận ra cái tầm quan trọng của nền giáo dục, nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển phồn thịnh của đất nước như thế nào. Và trường học được mở rộng rãi, các cuộc thi để tìm kiếm những cái người tài để cống hiến cho tổ quốc ra đời. Đặc biệt là dưới triều đại nhà Lê, thi cử được chú trọng nên là mở rất nhiều những khoa thi. Và có đời năm 1780 và nhà Lê thì đã chú trọng mở rất là nhiều những cái khoa thi cử, và có tới 1780 tiến sĩ và 27 trạng nguyên. Đó là những cái phần mà chúng ta đưa ra những cái ví dụ, những cái dẫn chứng để chứng minh, để mở rộng. Hay là tiếp đến những cái tháng ngày đất nước còn chìm trong bóng tối của sự đói nghèo, của sự áp bức đô hộ của các thế lực bên ngoài, thế nhưng mà những con người Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, cố gắng hết mình để học tập, để rèn luyện. Và những năm đói nghèo nhất của lịch sử thì Bác Hồ đã kêu gọi cùng toàn dân chống giặc đói, chống giặc dốt. Và Bác hiểu được rằng là cái chữ, cái học nó quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của người dân. Với một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, cho nên nếu như các nước bạn cố gắng một thì học sinh Việt Nam phải cố gắng 2-3 lần để bù đắp những cái thiếu hụt, những cái thiệt thòi về điều kiện học tập, cũng như là chính cái sự nghèo nàn lạc hậu của đất nước đã hun đúc cái ý chí tìm tòi sáng tạo của học sinh sinh viên Việt Nam, đúng không nào? Rồi là gì? Hiếu học cũng giúp đào tạo cho đất nước cái nguồn nhân lực sáng tạo tài năng. Hiếu học học tập là những cái tri thức của
nhân loại áp dụng vào thực tiễn để phát triển đất nước một cách toàn diện nhất, để sánh vai với các cường quốc năm châu và để bạn bè tự hào, và để chúng ta tự hào với bạn bè quốc tế. Và trong số đó thì chúng ta cũng có thể bắt gặp rất là nhiều những cái câu chuyện về lòng hiếu học. Và nếu như nhắc đến những cái tấm gương xưa thì chúng ta không thể nào không nhắc đến Nguyễn Hiền, cậu học trò hiếu học đã trở thành trạng nguyên khi mới 13 tuổi, hay là Cao Bá Quát, Lương Thế Vinh chẳng hạn. Thì đó là những cái tấm gương mà chúng ta có thể nhắc đến. Hay là một trong những cái tấm gương mà chúng ta cũng có thể nhắc đến, ví dụ như là gì? Thần đồng Nguyễn Ngọc Nam mới 13 tuổi với cái thành tích đó là gì? Với cái thành tích của Nhật Nam đó là đã đạt được và vượt xa cái khả năng của người lớn. Em là tác giả, là dịch giả trẻ tuổi nhất Việt Nam với rất là nhiều tác phẩm như là gì? Tớ đã học tiếng Anh như thế nào? Tôi tư duy, tôi thành đạt, hay những con chữ biết hát. Và cậu bé này đã đạt 8.0 IELTS và TOEIC 107 trên 120 điểm trong những cái cuộc thi hùng biện tiếng Anh của thế giới. Và Nhật Nam cũng đã hạ gục được 4 sinh viên của nước ngoài và giành giải nhất. Đó là những cái ví dụ thực tiễn mà hiện nay chúng ta có thể bắt gặp, hay là những cái ví dụ khác, những cái trường hợp khác mà chúng ta có thể tìm hiểu cũng như là chúng ta đọc được thông qua những cái thông tin trên báo đài, trên TV, trên truyền hình chẳng hạn. Đó là những cái phần chúng ta đưa ra những cái tấm gương, những cái ví dụ điển hình về cái tinh thần hiếu học. Vậy thì ở bên cạnh đó, ngoài những cái tấm gương hiếu học đó, ngoài những cái thành tích đáng kể mà chúng ta vừa mới nhắc đến, thì tuy nhiên bên cạnh đó cũng vẫn còn có những cái bạn học sinh đang thì mắc phải cái tình trạng đó là chểnh mảng trong việc học tập, coi nhẹ cái việc học, lười nhác, học như chơi, không nghiêm túc tập trung, dẫn đến kết quả kém, học chống đối, học đối phó, học cho có chẳng hạn. Và những con người đó thì cần phải nhìn lại chính mình, nhìn nhận lại bản thân và phải biết được ý nghĩa của cuộc sống của mình để có thể hoàn thiện bản thân, cố gắng hết sức mình vì bản thân, vì gia đình, vì xã hội. Đó là ngoài những cái mặt tốt ra thì bên cạnh đó cũng còn tồn đọng những cái mặt mà tiêu cực chưa được tốt mà chúng ta cũng cần phải nhắc đến, cũng cần phải bàn luận đến, để mỗi cá nhân nếu như mà ai đang còn ở trong những cái số ít ỏi đó thì chúng ta phải xem lại mình, suy nghĩ lại và cần phải có những cái hành động cụ thể chính đáng để làm sao để trở thành những con người tốt, giúp ích cho xã hội, đúng nào? Đó là cái phần thứ ba mà chúng ta đang nói đến với cái yêu cầu đó, chính là với cái yêu cầu đó là đưa ra những cái dẫn chứng mở rộng, nâng cao. Và đến cái phần thứ tư đối với nội dung của bài này đó chính là cái phần rút ra bài học cho bản thân. Vậy thì đối với cái phần này, đã nói là rút ra bài học cho bản thân rồi thì đương nhiên đó là đến cái phần việc của chúng ta, với cái vai trò là một học sinh còn đang ngồi ở trên ghế nhà trường thì đương nhiên chúng ta cần cố gắng nỗ lực hết mình, ra sức rèn luyện học tập thật tốt để không phụ cái sự kỳ vọng của mọi người, cái công ơn dạy dỗ của thầy cô, và hơn hết là để cho chính bản thân mình có thể cống hiến cái phần nào đó vào cái công cuộc xây dựng tổ quốc. Vậy thì trong cái phần thứ tư này chúng ta có thể viết như sau: lòng yêu nước, nỗi khát khao quê hương xứ sở giàu đẹp là cái sức mạnh to lớn để giúp học sinh sinh viên Việt Nam đạt tới những cái chân trời khoa học. Những cái tấm huy chương vàng tại các cuộc thi quốc tế mà chúng ta có được không chỉ bởi cái sự nỗ lực của cá nhân mà còn nhờ sự quan tâm chăm sóc của gia đình, của thầy cô, và nhất là sự chăm lo của Đảng, nhà nước đối với những tài năng trẻ. Bởi lẽ từ ngàn xưa, người Việt Nam đã quan niệm hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Chính vì thế mà chúng ta cần nỗ lực cố gắng hết sức mình, rèn luyện học tập thật tốt để không phụ cái sự kỳ vọng của mọi người, công ơn dạy dỗ của thầy cô, và hơn hết là chính bản thân mình, để cống hiến vào cái công cuộc xây dựng tổ quốc. Để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến không chỉ cần nỗ lực của bản thân, học sinh, mà bên cạnh đó cần sự chung tay của toàn xã hội, của nhà trường và cả gia đình. Đối với nhà nước thì cần có những cái chủ trương, chính sách và cần có những cái chủ trương chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích các bạn học sinh nỗ lực học tập để đạt những thành tích cao. Và ở các nhà trường thì các
bộ ban ngành giáo dục ở địa phương cũng như là toàn đất nước cần phải tạo thêm nhiều những cái sân chơi trí tuệ bổ ích để các bạn học sinh có thể tham gia, như là những cái cuộc thi về khoa học, những cái cuộc thi tìm hiểu về lịch sử dân tộc, hay là cuộc thi Robocon liên quan đến sự phát triển kỹ thuật chẳng hạn. Rồi là gì? Ở các gia đình thì các cha mẹ cũng nên khuyến khích các con học tập theo phương pháp học mà chơi, chơi mà học, để cho các bạn học sinh có thể tạo được cái hứng thú khi học tập, chứ không phải là tạo áp lực cho các con của mình, khiến cho các bạn học sinh rơi vào cái xu hướng học tập đó chính là học chống đối, hay là cái tư tưởng học cho cha mẹ. Đó là cái phần nội dung của phần thứ tư, chúng ta rút ra bài học cho bản thân. Đó là toàn bộ những cái phần nội dung đối với lại cái bài văn ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đã xác định được đề bài, đó là chúng ta sẽ nghị luận về cái tinh thần hiếu học ở giới trẻ. Rồi, đến phần cuối cùng đó chính là về kết bài. Vậy thì đối với đề bài này, kết bài chúng ta cần phải đầu tiên đó chính là khẳng định lại vấn đề. Vậy thì cái vấn đề chúng ta đưa ra ở đây chính là cái tinh thần hiếu học, cái vai trò, cái tầm quan trọng của nó, và chúng ta đã đưa ra những cái dẫn chứng mở rộng để bình luận, để bàn luận về nó rồi, đúng nào? Vậy thì trong cái phần kết bài khẳng định lại vấn đề này, chúng ta có thể viết như sau. Có thể nói rằng thế hệ trẻ Việt Nam đã đạt được rất nhiều những thành tích trong các cuộc thi quốc tế. Chúng ta thật đáng tự hào và khâm phục, và phải lấy họ làm cái tấm gương để học tập và noi theo. Cái sự thành công của học sinh sinh viên Việt Nam đã đem đến cho người Việt Nam và bản thân em cái lòng tin, cái niềm tự hào sâu sắc về trí tuệ Việt Nam, thôi thúc trong em cái khát vọng được chinh phục những chân trời tri thức mới của bản thân mình, từ đó góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp hơn, phát triển hơn. Đó là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng khi mà khẳng định lại cái vấn đề về cái tinh thần hiếu học, một cái chủ đề mà chúng ta đang bàn luận ở với cái đề bài ngày hôm nay.